Công nhận xoài nhà mày ngon ghê đấy Ngọc. Xoài nhà tao mà không ngon thì xoài nhà ai ngon nữa. Thôi tao no rồi, đi về thôi. Đây. Thì không biết anh Tuấn với anh Tư Quy 97 ai nấu ăn ngon hơn nhỉ? Tất nhiên là anh Tư Quy 97 rồi, tại anh Tư Quy 97 lớn hơn nên anh Tư Quy 97 phải nấu ăn ngon hơn chứ. Tất nhiên là anh rồi, Tư Quy 97 tuổi gì mấy em. Đúng rồi đấy. Tuấn, hay là mày rủ anh Tư Quy 97 solo nấu ăn thử đi. Được, nếu mà bọn mày thích á thì tao chiều. Nhưng mà với một điều kiện, bọn mày phải cùng với tao solo nấu ăn với Tư Quy 97. Bọn mày đã từng nghe cái câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì... Tao đố bọn mày biết đấy. À, câu này tao biết. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì dùng Google Maps. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Bây giờ bọn mình gom tiền lại rồi gạ Tư Quy 97 solo nấu ăn. Nếu mà thắng á thì bọn mình cùng nhau chia tiền, còn thua thì thôi, mà chắc chắn là không bao giờ thua được đâu. Thôi đưa tiền đây. Đúng rồi, tao tin tưởng mày. Đâu tiền đâu? Bò viên. 400 này, 300 này, 300 này, 300 này. À còn thằng bố béo này nữa. Rồi bây giờ gạ Tư Quy 97 solo nấu ăn thôi. Đi. Đây. Không cần tiền mà mặt người khác như thế. Phê làm sao mà chịu được. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Trường Quân Tư Quy 97 đây. Thì hôm nay mấy thanh niên trẻ trâu này thì gom lại được một cái đống tiền. Đấy là 2 triệu nha bạn. Toàn tiền lẻ 100 này, 50 này. Đấy thì mấy thanh niên này đòi gạ mình solo bắc. À không phải, solo nấu ăn các bạn ạ. Solo bắt cua thua mình biết đâu dám gạ nó đâu, cho nên là bây giờ là gạ mình solo nấu ăn. Bây giờ Bích muốn solo nấu ăn gì? Solo nấu ăn về mì đi. Về mì đúng không? Đúng rồi. Đây nha các bạn, bọn nó solo nấu ăn là một mình sẽ chấp cả đám trẻ trâu bọn nó nấu ăn. Đấy các bạn thấy không, mà lực lượng trẻ trâu của bọn nó này ôi là đôi 4, 6, 7, 7 người như thế này luôn. Thì mình làm sao mình có thể đấu lại được. Nhưng mà mình sợ cái gì các bạn? Thách thức mình solo nấu ăn thì mình solo nấu ăn luôn. Ok, vậy là solo nấu ăn về chủ đề đấy là mì cay đúng không? Đúng rồi. Ai thắng là lấy được 2 triệu của bên kia đúng không? Đúng. Chắc chưa? Thua không được khóc rồi xin tiền lại nghe chưa? Không bao giờ thua được, đầu bếp. Okay. Vậy thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn để tìm ra vua mì cay nha các bạn. Let's go! Thì cái món mì cay mà ngày hôm nay mình nấu á, mình sẽ là đầu bếp chính. Còn mấy cái đứa ở đây là phụ bếp. Thì bọn mình vừa mới đi mua nguyên liệu về để làm chảo mì cay siêu to khổng lồ nha các bạn. Mấy đứa con gái này á thì cầm rau củ đồ đi rửa rồi nhặt đi. Mày cười vậy? Thằng này nữa. Mày á, cầm cái xương heo này đi rửa đây cho lên. Thằng bố với thằng Bì cầm cái miếng chi xúc xích đồ đi rửa đây cho lên. Thì mình là đầu bếp chính, thế nên mình chỉ đứng ở đây và nấu nướng thôi. Còn mấy phụ bếp này á thì nó sẽ đi làm cái công việc lặt vặt nha các bạn. Nhanh cái tay này cái chân lên. Lên rồi mày nhá. Nhanh hết cái miếng rồi. Mà ta nói thiệt chứ, thằng Tuân á, mà nó không có lấy tiền của tụi mình á, đi solo nó ăn với anh Quân á, mà nó chửi tao như hồi nãy á, là tao vuốt má nó rồi, đúng không hả Bi? Này này má này, vuốt má này. Thôi, bạn ra nấu ăn để solo với anh Quân đi, ráng thắng đi bạn. Ừ, vậy còn được, thái độ tốt đấy. Mày lật mặt nhanh đấy biểu. I see the light inside you brighter than the sky. Hai em cắt cà chua cho anh. We are forever learning one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see. Thì mình sẽ sơ qua xương rồi hầm xương để tăng thêm cái độ thơm ngon cho cái phần nước xương của mình nha các bạn. Cho dù nấu bún, phở, mì cay thì cái phần nước xương chính là cái phần quan trọng nhất ở trong cái món ăn đó. Thế nên bây giờ mình phải làm sao mình làm, mình phải nấu cho cái nước xương nó thật là ngon. Thì lúc đó mới có cơ hội thắng được Tư Quy 97 nha các bạn. Vì là mì cay thế nên mình sẽ cho bột ớt và sa tế vào để tăng thêm cái độ cay.
Đây là cái phần nước mì cay của mình nha các bạn. Mình cho thêm củ cải và cà rốt vào và hầm lên cho nước nó ngọt hơn. Sau khi mà mình hầm xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho nốt các nguyên liệu còn lại vào và hoàn thành cái chảo mì cay siêu to khổng lồ của mình nha các bạn. Anh em phụ bỏ vào đi. Cho rau củ vào. Mình vừa mới mời mẹ của thằng Biểu, mẹ của thằng Ngọc và mẹ của thằng Tuấn Trẻ Châu. Ủa mà sao mình solo nấu ăn với bọn nó mà mình mời mẹ của bọn nó qua chấm điểm luôn trời. Và bây giờ là ba chị, ba cô chấm công bằng nhá. Đấy, ai nấu ăn ngon thì chấm là thắng, chấm là ngon chứ đừng có bên con mình nhá. Ok, rồi. Đấy, và đây là sản phẩm của nguyên cái đám nhỏ ở sau lưng của các chị các cô. Là nấu được một cái nồi mì cay, một chảo mì cay siêu to khổng lồ. Thì bây giờ là mời các cô ăn và chấm điểm để xem thử là bao nhiêu điểm, cái mức độ là thang điểm 10. Đấy, ăn và nêu cảm nhận và chấm điểm. Rồi, mời các cô và các chị thưởng thức ạ. Trời ơi, chảo mì tôm nhìn hấp dẫn lắm ấy kìa. Hấp dẫn không? Đấy, ngon. Thì mình nhìn thấy cũng khá là ngon và đẹp luôn nhá các bạn. Đầy đủ này, cá viên, bò viên này, xúc xích. Đấy. Đấy là phụ huynh của các con là chưa ăn đã khen ngon rồi. Đây nha các bạn, giới thiệu các bạn nào mà chưa biết thì đây là mẹ của thanh niên Ngọc. Đấy, thanh niên Ngọc với lại thanh niên Thi đứng ở sau. Còn đây là mẹ của thanh niên Biểu. Đấy. Còn đây là mẹ của Trẻ Châu thì ai cũng biết rồi. Đấy, đây là bò viên xịn luôn á. Bò viên này, bò viên xịn luôn đấy, xúc xích xịn luôn. Các xúc xích vào ăn thử. Đấy. Mỗi thứ mỹ, đây là ba chỉ bò bò Mỹ. Đấy, miếng này là miếng ba chỉ bò Mỹ. Ở bên dưới là có cả xương heo nữa. Đấy. Đầy đủ hết. Quá trình để mà team Trẻ Châu làm ra được món này cũng khá là công phu. À, ăn thử mẹ Trẻ Châu là đang bắt đầu ăn rồi. Một cái đầu. Một cái đầu. Sao? Ngon không cô Hoàng? Ngon. Ngon hả? Nhưng mà mì không được đậm vị lắm. Không đậm vị lắm. Đây, đây, để chấm cho công bằng nhá. Không có là mẹ con gì ở đây hết á. Nhìn thì hấp dẫn nhưng mà ngon. Mì cũng không đậm vị lắm sao. Ngon không chị Hào? Ngon. Đây, và đây là mẹ của Biểu Béo nha các bạn. Ngon không chị? Nói chung là các Trẻ Châu nấu này là tạm ổn. Nói chung là Trẻ Châu mà nấu được như này là tạm ổn đúng không? Thế chị chấm bao nhiêu điểm? Chấm thì chấm là 7 điểm. 7 điểm. Rồi. Các bạn chị Hào chấm bao nhiêu điểm? 8 điểm. Rồi cô Hoàng chấm bao nhiêu điểm? 10 điểm. Mấy đứa còn nhỏ mà nấu ăn như này là cũng là giỏi rồi. Rồi chấm cho 9 điểm. 9 điểm. Ok, vậy là 7 8 9. Đấy là cũng ngon nhưng không được ngon lắm. Đây nha các bạn. Đây là dưới phần đáy của nó. Đấy, thịt này, xương sườn này, đầy đủ luôn, rau củ quả. Ấy nó các bạn ở nhà cũng làm theo cái nồi mì cay như này ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Đấy, đầy đủ luôn. Ba chỉ bò Mỹ. Đấy, nói chuẩn tên. Nói chung là rất là ngon luôn nha các bạn. Cái gì viên bò? Bò viên. Đấy, bò viên xịn luôn. 40.000 một bì đấy. Đây, đứa nào chưa có? Đứa nào chưa có? Đây, ăn cho chừng răng hết rồi người. Đứa nào chưa có? Khó rồi. Đưa đây rồi. Tao Biểu thấy con Trẻ Châu nấu ngon không Biểu? Mì hơi nhạt ăn. Mì hơi nhạt hả? Chắc cho ít muối hoặc là Biểu ăn mặn. Do nó ăn mặn. Không, nói chung là nấu thì giỏi rồi. Ba thằng là nấu được chảo mì này nặng quá. Đầu nguyên đám luôn chứ. Thằng Tuân là đầu bếp chính, còn nguyên đám là phụ. Đấy. Nấu như này nặng giỏi rồi. Nhưng ăn thì chưa được ngon lắm. Nhưng mà cũng là giỏi thôi. Cái này là giỏi rồi. Nói chung là Trẻ Châu này là tốt rồi á. Bữa sau mẹ nhờ rồi. Mình cho bạn mình.
bữa sau là mẹ biểu nhờ biểu đúng rồi, đưa tiền cho biểu đi chợ nấu ăn xong biểu ghé quán nét chơi hết tiền. Ây, nãy giờ là ăn mái mà vẫn chưa hết một chút nào luôn nha các bạn. Đấy, gọi là quá nhiều luôn, không biết là nhiều này ăn chắc khoảng tầm 4-5 tiếng là mới hết được các bạn. Tôi nấu cái chảo mì hết nhiều tiền lắm chứ hả? Ừ. Một chảo mì này thương xương tầm 1-1.5 triệu. Đấy. Ngon không Lan? Cay. Cay hả? Cay kém không? Ngon gì? Được có. Có hả? Vã cả mồ hôi. Cay lắm hả Vi? Ok các bạn ạ, như vậy là một mình chấp nguyên cái đám trẻ trâu đấy solo nấu ăn luôn nha các bạn. Thì cái bọn trẻ trâu đấy nó nấu cái món đấy là mì cay nước rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm đấy là món mì cay xào hải sản nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy ở đây là mình đã chuẩn bị đầy đủ các loại hải sản luôn. Đầu tiên thì mình có đấy là tôm và mực nha các bạn. Ở đây thì nước sốt là mình đã chuẩn bị sẵn này. Đấy, hàn phi này, hàn lá này. Và ở đây là thịt cua đồng này, mực viên này, chả cá này, tôm viên này, cá viên này. Và đây là ốc viên nha các bạn, nói chung là toàn mấy món hải sản thôi. Và đây là cá thác lác rút xương nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bật bếp lên. Sau đấy mình sẽ phi hành mỡ và xào tất cả các món hải sản này. Sau đấy thì mình sẽ xào chung với nước sốt. Và đến bước cuối cùng thì mình sẽ cho mì vào và xào lên. Thế là mình sẽ hoàn thiện mì cay xào hải sản siêu to khổng lồ nha các bạn. Các bạn đừng tưởng chỉ một mình Tuân Trẻ Châu biết quay, mình cũng biết quay vậy. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quá trình làm của mình. Đầu tiên thì mình sẽ đổ dầu vào. Đấy, đổ dầu vào cái chảo này. Đấy, mình làm mì xào để không bị ngấy thì mình sẽ đổ dầu nó tương đối thôi các bạn ạ. Sau đấy mình sẽ đợi cho dầu nóng và mình sẽ bắt đầu cho hành và phi lên nha các bạn. Đấy, các bạn thấy mình đảo chuyên nghiệp không? Như đầu bếp 5 sao luôn. Đấy, khi nào mà hành phi nó vàng vàng thì mình sẽ bắt đầu cho những thứ khác vào và xào sơ lên nha các bạn. Đây nhá các bạn, đấy mình đang xào sơ qua mực và tôm. Đấy, anh em nhìn thấy màu lên đẹp ngon chưa? Mình cảm thấy hơi ít dầu này cho nên mình sẽ cho thêm một ít dầu nữa, tại vì dầu nó hết mất rồi. Đấy, ok. Và đây là sốt thịt cua đồng nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ vào luôn để xào lên cho nó có vị của hải sản các bạn. Đấy, nãy giờ thì mình xào lên là nó cũng khá là khô dầu rồi nha các bạn đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ cho thêm ít dầu nữa chứ không có xào một hồi để nó cháy mất luôn. Ôi, công nhận thơm ngon ghê các bạn ạ. À, đây là chưa hoàn thành đâu nha các bạn. Tí nữa mình cho mì vào nữa là mới xong. À, các bạn nhìn con mực này. Đấy, ngon không? Chả cá này, cá viên này. Mực viên, tôm viên, ốc viên. Ok, và tiếp theo đấy là công đoạn quan trọng nhất. Nêm nếm gia vị. Bây giờ thì mình sẽ xào chung với lại nước sốt nha các bạn. Cho nước sốt vào cái là nó sệt sệt liền này, nhìn nó thần thánh không các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ xào tiếp.
Đấy anh em nhìn ngon không? Ôi nhìn nước sốt này. Ôi cái đây mà anh em ơi, anh em múc, anh em bới mỗi người một tô cơm ra đây, mình đổ cho nước này vào mà trộn với cơm mà ăn này. Đấy, nào. Nào anh em nào có cơm thì bới cơm ra đây nhá để cùng ăn nhá. Thôi mình nghĩ là mình khỏi làm mì cay nữa, mình làm và mình trộn cơm mình ăn cho rồi, nhìn ngon quá các bạn ạ. Dự là cái món mì xào này của mình sẽ ngon hơn của Tuân Trẻ Châu với lại Tim Trẻ Châu đấy các bạn. Nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Đấy thì mình cứ phải đảo đều tay nha các bạn. Đấy cho gia vị nó thấm đều với lại nó chín đều hết. Ok, như thế này là mình thấy ổn rồi á. Bây giờ thì mình sẽ cho rau vào và xào chung nha các bạn. Rau này thì mình có sử dụng rau cải và rau cải tím luôn. Đấy. Cho vào xào chung. Rau như này là chín rồi nha các bạn. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn thử trước khi để đưa cho ban giám khảo ăn để mình xem thử là cái vị của nó có đủ vừa đủ không nha các bạn. Đây, tôm, chả cá, mực. Đấy, mình sẽ lấy thêm một chút rau, cá viên, ốc viên, tôm viên nha các bạn. Độ mặn ngọt thì mình thấy nó vừa phải nha các bạn. Mặn mặn chua chua ngọt. Nói chung là tí nữa mình cho mì vào, nếu nó nhạt thì mình sẽ cho thêm gia vị vào nha. Đây, rau với lại mực. Thì ở đây là nhà mình có cây thiên lý. Bây giờ mình sẽ lấy hoa thiên lý này để mình xào chung với lại mì xào để ăn luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy hoa thiên lý nhà mình sai không? Đấy, các bạn nào mà ăn hoa thiên lý này sẽ biết được cái hoa thiên lý này ăn rất là ngon luôn. Người ta hay xào với thịt bò. Dặm ngàn thiên lý tiếng người đi, mây nước cung buồn người biệt ly. Khóc cho duyên mình phận đò sang ngang người sang ngang. Ok, và công đoạn cuối cùng đấy là mình sẽ cho mì vào để mình xào lên nha các bạn. Đấy, mình cho mì nó vừa phải thôi, ăn cho nó ngon. Đấy, mình sẽ xào lên thêm một chút nữa rồi mình sẽ bắt đầu bỏ ra dĩa cho ban giám khảo ăn và chấm điểm cho mình nha các bạn. Đấy, nấu mấy đồ khổng lồ cho nên phải dùng cái dĩa to, cái chảo to các bạn ạ. Với lại đảo nó hơi dùng sức một chút. Đấy, ok. Đấy không? Các bạn thấy mì xào của mình topping còn nhiều hơn cả mì luôn đúng không các bạn? Nói chung là mình nấu mấy món xào là mình cứ phải đảo đều tay nha các bạn. Đấy, thì nó mới ngon được. Ok, đấy, mình xào mì như này là mình thấy ok rồi các bạn. Và cuối cùng nha các bạn, mình sẽ rải hành lên xung quanh cho nó đẹp. Với lại cho nó có cái độ thơm của hành luôn các bạn. Đấy. Mấy bạn không ăn được hành thì mình nghĩ là sẽ không thích điều này. Mùi thơm quá, vừa mùi hành vừa mùi hoa thiên lý, thơm ghê các bạn. Thì mình đã hoàn thành xong cái món đấy là chảo mì xào hải sản siêu cay khổng lồ của mình. Thì bây giờ mình sẽ tưới tương ớt lên bên trên để mời ba giám khảo thưởng thức nha các bạn. Đấy. Nói chung là mì xào là người ta hay ăn chung với tương ớt tương cà. Ok rồi, mời ba giám khảo ăn và thưởng thức rồi chấm điểm cho con, cho em ạ. Nhìn ngon quá đấy, không biết ngon không đây. Hấp dẫn đấy. Nhìn để biết dở. Đảo rồi, thảo với tương ớt lên xong mình trộn với mì mình ăn ạ. Mình không ăn cay là mình đảo thế thôi, nhưng mình gắp bên dưới khỏi cay. Ấy topping còn nhiều hơn cả mì luôn. Đấy. Ngon đấy, mì ngon đấy. Nay mình thấy là mì này là vừa ăn, gia vị là vừa ăn. Đúng là ăn ngon hơn của Tuân Trẻ Châu không ạ? Ngon hơn. Thế về đẹp mắt thì chị chấm bao nhiêu điểm? Về độ đẹp mắt thì chấm 9 điểm. Ồ quá tuyệt vời rồi, về ngon ạ. Về độ ngon thì nay là ngon, chấm cho 10 điểm. 10 điểm, ồ quá tuyệt vời. Như này là ăn chắc thắng chắc Tuân Trẻ Châu rồi. Nào chị Hào thấy đẹp mắt thì như thế nào chị Hào? Đẹp mắt thì có 9 điểm. 9 điểm, rồi về độ ngon ạ. Độ ngon thì cũng
10 điểm. Ồ, quá tuyệt vời. Rồi cô Hoàng thấy đẹp mắt như nào ạ? Đẹp mắt thì thấy đẹp, đầy đủ gia vị, đầy đủ các thứ. À. Thấy đẹp. Dạ. Về phần đẹp mắt ấy là cho 10 điểm. Xanh đỏ tím vàng đầy đủ các màu luôn đúng không? À, về phần ngon thì cô Hoàng chấm bao nhiêu điểm ạ? Phần ngon là 9,5 thôi. 9,5 hả? Ok, như vậy là cũng đủ để thắng được Tôn Trẻ Châu rồi. Ok, như vậy là mình đã có được cái kết quả của cuộc thi ngày hôm nay rồi nha các bạn. Mà lại còn hỏi ở đâu nữa. Mà không cho Hoa Thiên Lý nhiều một tí. Thôi. Mấy bà cháu ngồi coi các cười há mồm. Nó kêu bà cái gì? Bà đấy, các bạn thấy không? Đẳng cấp thì không có mà cứ đòi rủ mình nấu ăn thôi. 2 triệu này thì xin nhá. Ngon quá. Túi. Tao 400 rồi. Chạy 300 ăn cơm. Tao không biết. Ok các bạn ạ, như vậy là mấy thanh niên Trẻ Châu là thua xong rồi, bây giờ đòi lại tiền của Tôn Trẻ Châu. Ok các bạn ạ, thì clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.